Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trong ngày toàn dân đưa trẻ tới trường như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin của chúng tôi, trước hết là tin bão trên Biển Đông. Dự báo từ 72 đến 120 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Ngày mùng 5, mùng 6 tháng 9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, có thể đạt cấp siêu bão, gió mạnh có thể đạt tới cấp 16, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Bà con ngư dân, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Còn bây giờ là dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 5 tháng 9 các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Một số nơi ở vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng đồng bằng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến ít mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi cao có nắng nóng cục bộ, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Riêng thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ. Nam Bộ nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa, rải rác mưa vừa và dông, ngày có nơi có nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Tĩnh khá mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Đây là điều kiện lý tưởng để ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 được trọn vẹn niềm vui. Còn ngay sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 5 tháng 9. Khu vực đồng bằng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 82%. Khu vực miền núi phía Tây, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng nóng, chiều có mưa dông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 78%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 28 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 82%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị và các bạn, hiện cơn bão số 3 đang hoạt động trên Biển Đông và có khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Vì vậy, những ngày này, bà con nông dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tập trung thu hoạch nhanh gọn những diện tích cuối cùng của lúa hè thu, tận dụng các điều kiện thời tiết tốt để tập trung phơi sấy chống thất thoát sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa gạo, đồng thời sẵn sàng các phương tiện tại chỗ để phòng chống cơn bão số 3. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Chúc các bạn học sinh một năm học mới với nhiều thành công mới.